Hôm nay, Bộ Ngoại giao đã ra thông cáo nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày 16 và 17 tháng 1 tới đây. Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cũng vừa ra thông cáo nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kang Chang-hee sẽ sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 1 tới. Nhân dịp đầu năm mới 2013, hôm nay Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đến thăm hỏi và động viên bà con các dân tộc xã Trường Hà, một xã biên giới nằm ở phía bắc của huyện Hà Quảng. Đây cũng là một địa danh lịch sử đặc biệt quan trọng gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xã Trường Hà có 9 xóm với gần 1.700 người thuộc 3 dân tộc chính là Tày, Nùng, Mông. Thực hiện các chính sách về dân tộc, cấp ủy chính quyền xã luôn quan tâm tạo mọi điều kiện để bà con phát triển sản xuất, cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch tích cực. Các chương trình phát triển kinh tế xã hội của nhà nước như chương trình 135, 134, quyết định 167, nghị quyết 30A được triển khai tích cực, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đến thăm hỏi và tặng quà gia đình cụ Hoàng Thị Khìn 90 tuổi, một trong những người có công giúp đỡ cách mạng, giúp đỡ Bác Hồ trong những ngày mùa xuân 1941 khi Bác trở về sau 3 năm bôn ba. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công với cách mạng, mong muốn những người có công với cách mạng và gia đình họ tiếp tục phát huy truyền thống, là tấm gương sáng cho các cháu noi theo. Tìm hiểu về đời sống cũng như quá trình xây dựng mô hình nông thôn mới ở xã Trường Hà, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng trước những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của xã. Hạ tầng giao thông được nâng cấp, nghề thủ công, dịch vụ du lịch phát triển, bà con trong xã tuyệt đối tin tưởng vào chính sách của Đảng, Nhà nước, giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc, đoàn kết cộng đồng, xây dựng xã Trường Hà ấm no hạnh phúc. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với truyền thống cách mạng, xã Trường Hà sẽ trở thành mô hình nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp chính quyền và nhân dân xã cần chủ động sáng tạo trong năm tới, phấn đấu thực hiện đạt được nhiều tiêu chí nông thôn mới như giảm tỷ lệ hộ nghèo, kiện toàn hệ thống tổ chức chính trị, ổn định trật tự xã hội, làm tốt công tác gìn giữ giá trị văn hóa của vùng đất lịch sử. Giờ có phong trào xây dựng nông thôn mới đây, để tập trung giúp từng nhà một. Thanh niên này, phụ nữ này, cựu chiến binh làm đầu đi, giúp từng nhà một chỉnh sửa lại, sửa trang lại nhà cửa của nhà mình, trồng cây làm vườn cho nó đẹp hơn. Nhưng mà muốn cái nhà đẹp rất là kinh tế người ta phải khá. Em chỉ làm nào đó mà nuôi con gì cũng bán được, trồng cây gì cũng bán được, đúng không? Là nhà ta khá lên thôi. Thế còn nhà nước giúp một số thôi. Nhà nào mà nhà tạm là nhà nước lo hết rồi. Nhà nào mà gọi là bàn trời chiếu đất thì nhà nước lo rồi. Thế thì chỉ còn đây những các hộ khác thì cựu chiến binh và thanh niên và phụ nữ các cái lên giải trách, xã đứng ra, đảng ủy đứng ra rồi giải quyết từng nhà một. Cũng trong ngày hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đến thăm trường Trung học cơ sở Bắc Bó, là trường vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia. Vượt qua những ngày giá rét, các giáo viên ở đây vẫn miệt mài ngày đêm bám trường, bám lớp, mang cái chữ đến cho các học sinh dân tộc thiểu số. Chủ tịch Quốc hội mong muốn đội ngũ giáo viên trong trường tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công tác cũng như trong cuộc sống để làm tốt sự nghiệp chồng người. Mong các cháu học sinh tích cực tu dưỡng theo năm điều Bác Hồ dạy, chăm ngoan học giỏi, rèn luyện tốt để sau này trở thành người có ích cho xã hội. Trước đó, vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đến dâng hương, dâng hoa tại đền thờ Bác Hồ và trồng cây lưu niệm tại khu di tích Bác Bó.